Bà Trương Mỹ Lan và con đường trở thành tỷ phú. Nhờ có 6 triệu USD của ông Tết Song Trương Bụi, tức Trương Mỹ Lan đã có khu đất vàng tại đường Trần Hưng Đạo, nguồn gốc là trụ sở công ty dịch vụ thương mại thuộc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thương mại An Đông và khu đất vàng tại đường Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhà ở để bán. Nguồn gốc lô đất này hình như của Tổng Công ty Vàng Bạc Đá Quý thuộc Bộ Công Thương. Với ba khối tài sản đó, ngoài ra còn có các tài sản nào khác thì tôi không biết. Trương Bụi nổi lên như là cồn, là đại gia có tiếng trong nước và nước ngoài. Khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch khu vực từ sát đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, quận 1, cho nhà đầu tư để chỉnh trang đô thị và khu vực du lịch lễ hội một lần, tôi đi công tác vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngồi quán cà phê vô tình thấy, các bạn ngồi bàn bên cạnh đang cầm tờ báo đăng công ty Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch, được lựa chọn đầu tư tại khu đất vàng từ sát nói trên. Tôi mượn đọc và các bạn đó cho tôi tờ báo đó. Đi làm về buổi trưa, tôi tranh thủ viết một đơn thư gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh một số nội dung về công ty Vạn Thịnh Phát để Ủy ban cân nhắc xem xét chọn nhà đầu tư. Tôi gửi đi được vài ba ngày, hết giờ buổi chiều đi làm về thì không thấy tờ báo, và bên trong là bản viết tay và một bản đánh máy đơn thư lưu ở trên bàn nữa. Tôi suy nghĩ, có thể do người dọn phòng thấy không cần thiết đã bỏ đi, hoặc có điều gì đó không lành. Tiền bạc thì không có, chỉ có mấy đồng bỏ túi đủ chi tiêu, tài liệu chủ yếu là luật pháp, và quà về cho vợ con là một vali quần áo bẩn. Chẳng sợ gì, nhưng cẩn thận là hơn, tôi quyết định chuyển đến khách sạn thân quen để ở. Khoảng một tháng sau khi có đoàn khách quốc tế được tổ chức chiêu đãi tại trung tâm thương mại An Đông, có lãnh đạo đảng và nhà nước ta đến sự tiếp đoàn. Tôi được Liên đoàn Luật sư Việt Nam gọi điện mời sáng mai lên làm việc, nhưng không cho tôi biết nội dung gì. Trụ sở Liên đoàn lúc đó thuê ở đường Vũ Ngọc Phan, tôn trọng và chấp hành lời mời của Liên đoàn. Đúng giờ tôi lên đến Liên đoàn, được cán bộ Liên đoàn đón tiếp lịch sự và mời tôi vào phòng làm việc có luật sư Nguyễn Cẩm, chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hải Phòng. Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng và kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam và luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ủy viên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp và làm việc với tôi. Sau vài ba câu chuyện chào hỏi xã giao, luật sư Nguyễn Cẩm cầm trên tay một tờ đơn và nói: "Đây là đơn của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch công ty Vạn Thịnh Phát, tố cáo luật sư Trần Đình Triển gửi đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tổng Bí thư có bút phê chuyển Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét giải quyết. Vì vậy, lãnh đạo liên đoàn giao cho hội đồng khen thưởng và kỷ luật mời luật sư lên làm việc về nội dung đơn thư tố cáo của bà Trương Mỹ Lan để xử lý và báo cáo Tổng Bí thư biết kết quả." Hai Nhật bị điều tra, có người ngậm miệng vĩnh viễn, hai Nhật quyền lực cỡ nào? Thưa quý vị, ngày 7 tháng 10, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SCB Nguyễn Tiến Thành qua đời. Theo như những gì báo chí đưa, ông Thành qua đời vì đột quỵ. Tuy nhiên, một số nhà đánh giá rằng, cái chết này không phải đơn giản như vậy. Sau khi ông Nguyễn Tiến chết thì báo chí đồng loạt đưa tin, bà Trương Mỹ Lan và ba người khác bị bắt. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty mà bà Trương Mỹ Lan làm chủ, đồng thời ngân hàng SCB cũng là ngân hàng thuộc quyền sở hữu của gia tộc Trương này. Đầu năm nay, SCB đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần quản lý quỹ Tân Việt, cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau. SCB là đối tác ưu tiên của TVFM trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong các giao dịch huy động vốn, thu xếp tài chính trong và ngoài nước, giao dịch đầu tư, hợp tác đầu tư, đồng thời SCB cũng xem TVFM là một đối tác ưu tiên trong việc thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và khách hàng của SCB. Cùng thời điểm trên, công ty cổ phần quản lý quỹ Tân Việt viết tắt là TVFM cũng đã ký thỏa thuận với Chứng khoán Tân Việt, hợp tác bàn chèo đối với các sản phẩm truyền thông của TVFM gồm chứng chỉ quỹ, sản phẩm ủy thác đầu tư. Thưa quý vị, trên thị trường, Chứng khoán Tân Việt và SCB cũng tham gia hoạt động phát hành các lô trái phiếu của nhiều doanh nghiệp, trong đó Chứng khoán Tân Việt giữ vai trò tư vấn phát hành, còn SCB bảo lãnh thanh toán.
Một khi công an vào cuộc thì vụ án này mang màu sắc chính trị nhiều hơn. Mặc dù ban đầu là các sai phạm về kinh tế, gia tộc họ Trương này là quyền lực bất khả xâm phạm. Một thời gian dài tại Sài Gòn và nó được thế lực chính trị mạnh nhất tại đây đỡ đầu. Từ khi ông Trọng tiến hành đốt lò đến nay, vụ án chấn động nhất là bắt Đinh La Thăng bỏ tù. Cho tới nay, đây là cựu ủy viên Bộ Chính trị duy nhất đã ngồi tù. Ông Đinh La Thăng cũng bị khui ra từ vụ án kinh tế, cho nên việc tấn công vào ông Lê Thanh Hải cũng không gì khác ngoài những vụ án kinh tế. Bản chất của ông Trọng là tóm từ thấp lên cao. Việc tấn công vào tập đoàn kinh tài Vạn Thịnh Phát cho thấy ông Trọng đang nhắm đến tập đoàn chính trị Lê Trương khét tiếng miền Nam này. Ông Lê Thanh Hải đi lên từ quận 5 và có những mối làm ăn kết hợp quyền tiền giữa ông và những doanh nhân gốc Hoa tại Chợ Lớn. Khi nhắm vào một tập đoàn kinh tế lớn và một tập đoàn chính trị lớn, thì chắc chắn có những mắt xích sẽ nắm những thông tin mật mang tính quyết định của vụ án. Mà trong chính trị, khi khó bịt miệng được ai thì sẽ có những người, những cách người ta cho những nhân chứng đấy ngậm miệng mãi mãi. Có lẽ người Việt Nam chưa quên cái chết của ông Trần Bắc Hà khi mà ông Tổng đang điều tra nhắm vào ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Trần Bắc Hà ngậm miệng vĩnh viễn đã cắt đứt điều tra của ông Tô Lâm nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng theo hướng này. Cái chết của ông Nguyễn Tiến Thành hoàn toàn không phải là cái chết bình thường, nó bất thường và thậm chí rất bất thường nữa là khác. Ông Thành chết sẽ làm đứt mạch điều tra của Tô Lâm thông qua những gì mà bà Trương Mỹ Lan gây ảnh hưởng tại ngân hàng SCB. Điều tra bà Trương Mỹ Lan cũng là điều tra về ông Lê Thanh Hải. Trong tất cả các nhân vật mà khi ông Trọng cho điều tra mà lại xuất hiện cái chết bất thường để cắt mạch điều tra thì chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng làm được. Và có vẻ như lần này, ông Lê Thanh Hải cũng là trường hợp tương tự. Mỗi khi vụ án kinh tế mà có liên quan đến tập đoàn chính trị lớn thì thường những gì người ta thấy không đơn giản như những gì báo chí nhà nước thông báo. Nguyễn Phú Trọng tuổi gì mà đòi đấu với bố già Lê Thanh Hải? Thưa quý vị và các bạn, trong video này thì tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn tại sao Nguyễn Phú Trọng không bao giờ dám động tới lông tơ của bố già Lê Thanh Hải. Mặc dù Nguyễn Phú Trọng rất muốn làm thịt Lê Thanh Hải trong chiến dịch đốt lò của mình bởi những sai phạm khủng khiếp của Lê Thanh Hải khi mà nắm hai nhiệm kỳ bí thư thành ủy tại Thành Hồ. Vậy thì Lê Thanh Hải có cái gì mà khiến Nguyễn Phú Trọng không dám động tới? Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, sau khi những thông tin sai phạm của cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư thành ủy Thành Hồ Lê Thanh Hải liên quan đến dự án khu đô thị Thủ Thiêm bị phanh phui, thì vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 thì Bộ Chính trị của Đảng Độc tài Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành Hồ nhiệm kỳ 2010-2015 vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Thành ủy, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín đảng bộ chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, dẫn đến phải xem xét để thi hành kỷ luật. Đấy, tôi thấy một loạt những cái liệt kê, những cái sai phạm khủng khiếp. Và nếu như một người quan chức bình thường ở trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam mà vi phạm như vậy thì chắc chắn phải vào tù, như Đinh La Thăng là một ví dụ rất điển hình. Thì sau khi những cái thông tin về kỷ luật Lê Thanh Hải được đưa lên trên các báo chí của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam cũng như các trang mạng xã hội, thì từ đó dư luận người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước thì luôn luôn ngóng chờ tin cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư thành ủy Thành Hồ Lê Thanh Hải sẽ bị đưa vào lò trong chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà mọi người chờ dài cổ cho đến tận giờ phút này thì Lê Thanh Hải vẫn ung dung sống với gia đình, vợ con mà không hề bị bất kỳ một cái vụ điều tra hay bắt giữ nào cả. Thì các nhà báo, các nhà chính trị ở trong ngoài nước cũng thi nhau làm video, viết bài phân tích, bình luận về thế lực khủng nào mà đã bảo kê cho Lê Thanh Hải khiến Nguyễn Phú Trọng không dám động tới. Thì như chúng ta đều biết ý, trước năm 2006, tức là trước khi mà Nguyễn Phú Trọng tái cử nhiệm kỳ thứ hai, thì những quan chức của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam ở tầng lớp chóp bu là trong Bộ Chính trị thì sẽ có cái kim bài miễn tội, tức là anh đã được vào Bộ Chính trị rồi thì cho dù những sai phạm về kinh tế, về hành chính hay gì về đó thì cũng sẽ được hạ cánh một cách an toàn chứ không phải bị xử lý về mặt hình sự, trừ những cái tội phản quốc mà thôi. Thế thì nhưng trên nhiệm kỳ thứ hai, sau khi mà Nguyễn Phú Trọng
tái cử nhiệm kỳ đó, thì Nguyễn Phú Trọng dấy lên chiến dịch đốt lò với mục tiêu ấy là đấu đá để tranh giành quyền lực, loại bỏ những thế lực chống lại phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng ở trong đảng, đặc biệt là những thế lực tàn gọi là đàn em tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng. Thì cái việc mà các thành viên trong Bộ Chính trị ấy, thì không còn được đảm bảo là kim bài miễn tội nữa, trừ những thành viên ở trong tứ trụ. Thì chúng ta đã thấy nguyên là bí thư, nguyên là cựu ủy viên Bộ Chính trị ấy, Đinh Ngơ Thăng, cựu bí thư thành ủy thành thành Hồ Đinh Ngơ Thăng ấy, thì hiện nay ông ta đã chịu đến 4 năm bản án rồi, tổng hợp mức án là gần gần 100 năm tù. Thì đấy, thì những cái ủy viên Bộ Chính trị không còn được cái kim bài miễn tội nữa, rồi như là Nguyễn Văn Bình hay là Hoàng Trung Hải thì cũng đã bị kỷ luật. May mắn là hai người này thuộc phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng cho nên được ông ta bảo kê, chứ nếu không thì cũng đã vào ngồi tù theo đi cái thang hết là rồi. Thế thì một câu hỏi đặt ra ấy, là tại sao Lê Thanh Hải là nguyên bí thư thành ủy thành Hồ, rồi Lê Hoàng Quân cũng là nguyên chủ tịch thành phố 2 nhiệm kỳ mà không nằm trong tứ trụ. Lê Thanh Hải thì còn là ủy viên Bộ Chính trị, còn Lê Hoàng Quân đó chỉ là ủy viên Trung ương thôi, không nằm trong tứ trụ. Tại sao lại Nguyễn Phú Trọng lại không dám động tới? Nhiều người thì phân tích đánh giá là gì? Lê Thanh Hải có những thế lực ở trong quân đội, công an, ở các quân khu 7, quân khu 9 ở phía Nam ấy là bảo kê. Do đó thì Nguyễn Phú Trọng không dám động đến. Nhưng thực ra những cái phân tích bình luận như vậy hoàn toàn không chính xác. Chúng ta biết rồi, từ nhiệm kỳ thứ hai trở đi của Nguyễn Phú Trọng ấy, cho đến tận bây giờ thì phải nói thế lực của Nguyễn Phú Trọng rất là mạnh. Ông ta vừa là bí thư quân ủy Trung ương, nắm đứng đầu Bộ Quốc phòng, rồi là ủy viên ban cán sự đảng, ủy công an Trung ương nữa, cho nên ông ta nắm cả hai cái trụ cột như vậy, cơ quan tình báo, thì chẳng có một thế lực nào có thể bảo kê cho Lê Thanh Hải mới Lê Hoàng Quân được, chắc chắn là như vậy. Cho dù có thế lực lớn lớn đâu thì lớn, Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể dùng các lực lượng quân đội hay là bên bộ công an để có thể bắt giữ Lê Thanh Hải bất cứ nào, mà kể cả lúc Lê Thanh Hải có tại chức, chưa nói gì từ năm 2016 đến nay ông ta đã nghỉ hưu rồi, không còn một thế lực nào, không một quyền lực nào, không có một vị thế ở ở trong chế độ để mà có thể ban phát ân huệ cho những cái thế lực mà bảo kê ông ta, cho nên là không ai dạy gì mà bảo kê cho một cái người không còn quyền lực đấy. Thế thì vậy thì tại sao Lê Thanh Hải lại có cái gì đặc biệt mà Nguyễn Phú Trọng không dám đụng tới như vậy? Thì tôi sẽ phân tích để quý vị các bạn thấy rõ. Lê Thanh Hải và Lê Hồng Quân là hai nhân vật có một loại kim bài miễn tội khác mà các quan chức ở trong tầng lớp chóp bu độc tài cộng sản Việt Nam hiện nay không ai có được. Đó chính là những cái đóng góp, những cái công lao, những cái thành tích, những cái công trạng mà hai người này đã trực tiếp tham gia trong thời kỳ chiến tranh, góp phần cho Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền Việt Nam Cộng hòa và áp đặt sự cai trị của họ trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đấy là những cái công trạng thành tích như vậy. Bởi vì theo cái luật bất thành văn của tầng lớp chóp bu độc tài cộng sản Việt Nam ấy, có từ xa xưa, tôi nghĩ là có từ bắt đầu từ năm 1945 sau khi họ cướp được chính quyền và lập nên cái nhà nước của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì họ đã có một cái thỏa thuận với nhau ấy, là những người mà có công trạng, có công lao thành tích trong việc giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền, giữ được chính quyền, thì cho dù vi phạm pháp luật đến đâu ấy, thì cũng được hạ cánh an toàn chứ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đó là những nhân vật thuộc tầng lớp chóp bu là như vậy. Thì Lê Thanh Hải sinh ngày 20 tháng 2 năm 1950 tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Thì vào năm 1966, khi đó Lê Thanh Hải mới có 16 tuổi thôi, thì Lê Thanh Hải đã lên Sài Gòn làm thợ hàn và tham gia vào đội võ trang tuyên truyền thuộc khu đoàn Sài Gòn Gia Định với bí danh là Hai Nhật. Thì cái tên Hai Nhật đến bây giờ vẫn được nhiều người dùng để nói về Lê Thanh Hải. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1968 thì Lê Thanh Hải được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, và chính thức là ngày 17 tháng 1 năm 1969. Từ năm 1968 cho đến tháng 4 năm 1975 thì Lê Thanh Hải là phó bí thư đoàn ủy liên phường, ủy viên ban chấp hành thành đoàn Sài Gòn Gia Định, ủy viên ban thường vụ đảng ủy học sinh, phó văn phòng thành đoàn, phó ban thường trực thanh niên công nhân thành đoàn, ủy viên ban cán sự quận Phú Tân Sơn.
Thế có thể nói gì? Trong khoảng gần 10 năm, Lê Thanh Hải hoạt động ở trong Sài Gòn thì cho biết thời kỳ đó rất là khắc nghiệt. Nếu như mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà bắt được ấy, thì chắc chắn cũng xử, có thể không bị tử hình đâu. Nhưng mà với những cái gọi là công trạng thành tích của Lê Thanh Hải ấy, thì chắc chắn cũng phải tù từ 20 năm đến chung thân. Và Lê Thanh Hải hoạt động như vậy ấy, khi ông ta bắt đầu ấy, là gọi là võ trang tuyên truyền ấy, thì hoạt động giống như là biệt động, giống như là những cái tổ chức khủng bố ở bây giờ chúng ta cũng đặt cho những cái tổ chức như vậy ở miền Nam Việt Nam. Và với những hoạt động như vậy ấy, thì Lê Thanh Hải đã góp phần cho Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền Sài Gòn vào năm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì có thể nói ấy, cái công trạng thành tích của Lê Thanh Hải như vậy ấy, thì Nguyễn Phú Trọng chẳng là cái gì cả, hoàn toàn không là cái gì cả. Thì chúng ta thấy đó là một kim bài miễn tội mà Nguyễn Phú Trọng không có tuổi gì, thành tích gì mà dám so sánh với Lê Thanh Hải. Thì trong con mắt của Lê Thanh Hải thì coi Nguyễn Phú Trọng là cái gì? Thì chúng ta biết rồi, Nguyễn Phú Trọng là có một tuổi thơ thì sống trong một gia đình không có khá giả gì, cho nên là phải mặc quần áo cũ của anh chị em đi trước nên bị bạn bè khinh bỉ. Cho nên ông ta đã có một cái động lực để ham muốn về quyền lực, để thỏa mãn cái bản chất của ông ta. Thì đối với Thanh Hải ấy, thì Nguyễn Phú Trọng chỉ là một thằng trẻ trâu thôi. Cho dù là Nguyễn Phú Trọng hơn Lê Thanh Hải đến 6 tuổi. Và trong con mắt của Lê Thanh Hải ấy, thì Nguyễn Phú Trọng cũng là một kẻ hèn nhát, trốn nghĩa vụ quân sự. Và trong suốt thời gian đấy cho biết rồi, vào thập niên 1960 và cho đến 30 tháng 4 năm 1975 á, thì những thanh niên miền Bắc lúc đó là hầu hết là họ đều tham gia quân đi đi bộ đội cả để vào Nam. Thế thì Nguyễn Phú Trọng lại không lựa chọn con đường đó mà ông ta tìm một cách để vào giảng đường đại học rồi sau đó vào tạp chí Cộng sản để làm việc ở đó. Thì rõ ràng những cái đóng góp của Lê Thanh Hải á, lớn như vậy cho nên ông ta cực kỳ coi thường Nguyễn Phú Trọng. Đấy, rất là coi thường Nguyễn Phú Trọng. Và được cái điểm thứ ba ở đây á mà Lê Thanh Hải coi thường Nguyễn Phú Trọng á, thì coi Nguyễn Phú Trọng là chỉ là một kẻ lưu manh cơ hội chính trị, lợi dụng luồn lách để leo lên cao mà thôi. Điều này được chứng minh rất là rõ ràng cho nó biết Nguyễn Phú Trọng bắt đầu tính từ chức vụ cao nhất, chức vụ bắt ông ta để làm bà đạp lên á, là ông ta làm tổng biên tập của tạp chí Cộng sản. Đấy, rồi sau đó lên bí thư thành ủy Hà Nội, rồi chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, rồi chủ tịch quốc hội và một phần cái nhiệm kỳ đầu tiên trên tổng bí thư. Thế ông ta không hoàn toàn không bao giờ nói đến vấn đề chống tham nhũng, chống tiêu cực hay là vấn đề đốt lò gì cả, hoàn toàn không có. Cả cái nhiệm kỳ 5 năm trên cương vị chủ tịch quốc hội hoàn toàn ông ta không có. Ông ta luôn luôn là kẻ dung hòa giữa các thế lực như là phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng rồi phe nhóm của Hồ Đức Việt. Đấy, ông ta luôn luôn đứng ở phía đó và tìm cách lấy lòng của Nguyễn Văn An rồi các cái phe nhóm khác, để cuối cùng khi mà các phe nhóm đấu đá với nhau, Hồ Quốc Việt bị đánh bật ra khỏi cái ứng cử viên sáng giá nhất cho chức tổng bí thư vào năm 2011, thì Nguyễn Phú Trọng đã tranh thủ cơ hội đó vào vào cái tổng bí thư. Thì phe Nguyễn Tấn Dũng nó rất là chủ quan, nghĩ rằng Nguyễn Phú Trọng là cái con người ba phải, giống như là Nông Đức Mạnh trước đây, rất dễ dàng điều khiển. Nhưng mà không ngờ khi mà Nguyễn Phú Trọng ngồi được ghế quyền lực cao nhất rồi, nắm được quân đội, nắm được các cái cơ quan quan trọng rồi, thì bắt đầu quay trở lại tấn công Nguyễn Tấn Dũng, bắt đầu từ năm 2012 tại cái hội nghị Trung ương 6 tháng 10 thì muốn cắt chức thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng. Thì đấy, thì phải nói cái gì, Nguyễn Phú Trọng là con người cũng rất là gian manh. Nếu như chúng ta tưởng tượng xem, nếu như khi mà Nguyễn Phú Trọng ở trên cương vị là bí thư thành ủy Hà Nội mà ông ta cũng chống tham nhũng một cách quyết liệt, vì thời kỳ đó tham nhũng nó cũng khủng khiếp rồi, chứ nó không nó kém bây giờ một chút thôi, nhưng mà nó cũng rất là khủng khiếp, nó công khai hơn bây giờ đấy. Mà Nguyễn Phú Trọng mà chống tham nhũng quyết liệt như vậy thì thử hỏi Nguyễn Phú Trọng có cửa để ngồi vào ghế chủ tịch quốc hội hay không? Chắc chắn là không bao giờ. Lúc mà phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng quá mạnh và các phe nhóm khác họ tìm một cách loại Nguyễn Phú Trọng ra ngoài ngay, chứ không bao giờ có cửa để cho ông ta vào đó rồi lại chống lại các phe nhóm khác, không hiểu có chuyện như vậy. Kể cả trên 5 năm trên ghế chủ tịch quốc hội, nếu như với cương vị là một cái đứng đầu một cơ quan quyền lực cao nhất của một nhà nước thì Nguyễn Phú Trọng mà phát biểu chống tham nhũng rồi mà sửa luật hay là làm những cái bộ luật để phòng chống tham nhũng một cách tích cực thì Nguyễn Phú Trọng càng không bao giờ có cửa để ngồi vào ghế tổng bí thư, bởi vì lúc đó chúng ta biết đấy, người ta nói thế lực của Nguyễn Tấn Dũng khuynh đảo tất cả mọi thứ, không bao giờ cho Nguyễn Phú Trọng có cơ hội đó. Thế cho nên mới nói là gì, Nguyễn Phú Trọng là một kẻ lưu manh chính trị, kẻ cơ hội chính trị, lợi dụng luồn lách giữa các phe nhóm để leo lên ghế quyền lực cao nhất, đó là như vậy.
đấy bản chất. Cho nên Lê Thanh Hải hoàn toàn có quyền coi thường, trong mắt của Lê Thanh Hải là coi thường Nguyễn Phú Trọng, không là cái gì cả. Cái điểm thứ tư ở đây á, Lê Thanh Hải cực kỳ coi thường Nguyễn Phú Trọng là bởi vì Nguyễn Phú Trọng là một kẻ già rồi, bệnh hoạn rồi, tài năng đạo đức đều kém cả, nhưng mà vẫn tham quyền quốc vị. Chính Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận là sức khỏe thì yếu, trình độ năng lực có hạn, nhưng mà vì Đảng phân công, ông ta vẫn ngồi đó, ông ta đổ lỗi cho Đảng. Nhưng mà thực ra không phải, chính là cái sự ham muốn quyền lực của Nguyễn Phú Trọng. Cho nên là Lê Thanh Hải rất coi thường, trong mắt Lê Thanh Hải là cực kỳ coi thường Nguyễn Phú Trọng. Nói tóm lại gì? Với cái kim bài miễn tội, bởi những công trạng thành tích của Lê Thanh Hải giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền miền Nam Việt Nam đó, thì Lê Thanh Hải có thể chỉ thẳng mặt với Nguyễn Phú Trọng mà chửi gì, mày có tuổi gì, thành tích gì, công lao gì mà đòi xử lý tao hả Nguyễn Phú Trọng. Đấy, hoàn toàn Lê Thanh Hải có quyền nói điều đó. Và qua các phân tích và bình luận nêu trên thì chúng ta đã có thể thấy Lê Thanh Hải hoàn toàn không có một thế lực nào có thể bảo kê cho ông ta để an toàn đến giờ phút này. Cái mà bảo kê, cái mà gọi là kim bài miễn tội cho Lê Thanh Hải chính là những cái công lao thành tích mà Lê Thanh Hải đã góp phần giành quyền lực cho Đảng và chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Cái mà Nguyễn Phú Trọng và các quan chức thuộc tầng lớp chóp bu độc tài Cộng sản Việt Nam trong cái thời điểm hiện nay không ai có được. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn theo dõi video hôm nay của tôi với chủ đề Nguyễn Phú Trọng tuổi gì mà đòi đấu với bố già Lê Thanh Hải. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Mong quý vị, các bạn chia sẻ video này tới bạn bè và người thân.